Kênh YouTube Tèo Ngó TV kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Tèo kính chúc cô chú, anh chị và các bạn gần xa được thật nhiều sức khỏe nha. Và ngày hôm nay Tèo Ngó TV sẽ đi thăm tiếp tục những chiếc bẫy chuột của Tèo nó nghe cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng xem nha. Hôm nay thì Tèo gài một điểm mới nha. Một điểm lúa chét bờ bên kia thì Tèo không có gài bờ bên đó nữa. Và bên đây Tèo chuyển qua bờ bên đây. Đây, cánh đồng bên đây. Nằm bên đây nghe cô chú anh chị. Đó. Rồi mời cô chú anh chị cùng theo Tèo đi thăm những chiếc bẫy chuột đồng của Tèo nha. Mùa lúa chét nha. Tèo tranh thủ gài để vài bữa nữa ta xới đất là mình không có gài được nữa nha. Rồi mời cô chú anh chị cùng xem. Và cái đầu tiên là Tèo đã thấy dính rồi cô chú anh chị ơi. Ngon lành, ngon lành. Nè cô chú anh chị, đó. Đây chuột vàng tươi luôn, một em ơi, cái đồ kia dính luôn cô chú anh chị ơi, ngon 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 quá đã rồi. Đây con thứ hai, im mà vô rồi. Này giống như đợt trước nữa cô chú anh chị ơi, chạy liên cái luôn rồi nè. Đèn con nữa cô chú anh chị ơi. Đó, gì đó đó nó ướt rồi ta. À hồi hôm chỗ Tèo mưa rất là lớn nghe cô chú anh chị. Cho nên cánh đồng bây giờ nó quá la nước không nha. À, còn cái gò này Tèo gài trên cái gò này. Gò này vòng vòng Tèo gài cũng cá chục mười mấy cái vậy đó. Để hồi Tèo gom lại hết coi dính được bao nhiêu con nha. Chưa chơi đã dính được 3 con rồi nè cô chú anh chị. Đó. Quá im. Cái thằng đây thì không dính cô chú anh chị ơi. Rồi Tèo tạm để đây đi. Tèo gom lại hết cái Tèo đi Tèo lụm luôn. Để cầm không hết tay cô chú anh chị ơi. Rồi. Tiếp tục là cái này là có dính nữa nghe cô chú anh chị. Này chuột lứa. Rồi này không lứa lắm nha. Này cũng trọng mà. Đây cô chú anh chị. Đó. Quá đã luôn. Ngon lành cành đào. Xem sao. Rồi vô nữa rồi. Rồi bữa nay trúng rồi cô chú anh chị ơi. Này, hôm mưa quá mưa bởi vì chuột nó đi nè. Nè. Mưa là mát trời nó đi dữ lắm cô chú anh chị. Đi cái măng ăn đâu không thấy, thấy vô ăn vô cái rập rồi. Rồi đây còn nữa nha. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Đây cô chú anh chị. Đó. Ba cái này được 3 con nữa nè. Sung sướng, sung sướng. Đây cái. Đây cái không dính của chú anh chị ơi. Cái này không chạy. Còn cái ngoài bờ ganh ngoài tay thì có một cái ngoài đây nữa cô chú anh chị. Xem như thế nào nha. Cái bờ ganh này nó chạy dài ra tới ngoài kia luôn nha. Rồi dính luôn cô chú anh chị ơi. Rồi bữa nay là thành quả quá ok luôn rồi. Vô mấy cái đầu tiên là ngon lành rồi. Nè cô chú anh chị. Hết thế đã chưa? Ngon lành. Chạy đâu cho thoát. Nằm đây đi. Hát tôi gơ mình là sao? Đây tặng cũng còn 2-3 cái vậy cô chú anh chị ơi. Rồi. Dính luôn cô chú anh chị ơi. Ồ, nằm dưới nước luôn rồi. Nè cô chú anh chị, mưa nước nó ngập nè. À, nằm im gu ha. Và đây một con nữa. Trời ơi dính đâu mà dính dữ vậy, quá ngon rồi, ngon lành canh đào. Đây cây bẹo ta cắm ngoài đây nè. Đó đây cánh đồng lúa nè cô chú anh chị. Cái diện vỏ này ta để bằng kê kìa, kia kìa. Đó, rồi ta gom lại rồi ta lấy cái vỏ đi luôn. Đây một cái nữa. Rồi cái này không dính cô chú anh chị ơi. Rồi để Tèo xin tắt máy và Tèo gom lại coi cái gò này được bao nhiêu con chuột nha cô chú anh chị. Và đây cô chú anh chị ơi. Đó. Cái gò này không là được bao nhiêu chuột nha cô chú anh chị. Quá đã luôn rồi. Coi 3, 6, 9, 12. 12 cái bẫy mà dính coi 9 con
Trời ơi, hết thế đã cô chú anh chị ơi. Này trúng mánh nữa rồi. Hết thế đã chưa? Chuồng nào chuồng nấy nè cô chú anh chị. Nè. Ú nu ha. Muốn bít cái lòng luôn. Ê, ngon lành. Để tèo qua bên kia cô chú anh chị, bên cái hàng cam bên kia kìa. Hàng cà na chứ. Đó, bên cái bờ cà na bên đó là tèo gài nguyên một đường luôn nha. Đường dài ra tới ngoài đó, bọc tới cái bờ đó là hết. Rồi tôi mời cô chú anh chị theo tèo đi thăm những chiếc bẫy tiếp theo nha. Quá đã. Nguyên một đống chuột luôn. Mới vô rồi mở hàng được 9 con rồi. Ngon lành này. Rồi cô chú anh chị ơi, hồi nãy thì tèo ở bên cái gò bên kia kìa. Đó, cái gò giữa màn hình đó cô chú anh chị. Và bây giờ tèo đã qua tới bên đây rồi nha. Bên cái bờ bên đây. Bờ bên đây thì bờ cây mít nha cô chú anh chị. Nãy tầm xa xa tưởng cây cà na không chứ. Rồi, tèo mời cô chú anh chị xem tèo thăm cái đường này coi có dính không nha. Nãy đường bên kia trúng quá trúng rồi. Rồi, mở hàng cái đầu tiên của bờ bên đây là có một con luôn cô chú anh chị. Đây. Trời ơi. Quá đã luôn. Thứ gì chịu nổi. Một con. Và tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Nè cô chú anh chị xem con chuột nè. Ôi ôi hết thế rồi. Bít cái lòng luôn cô chú anh chị ơi. Nè. Quá đã luôn. Vàng tươi luôn. Chuột này chuột giái. Giái bình kỳ. Vô. Rồi tiếp tục cô chú anh chị ơi. Đường này tèo cài cũng cả mười mấy cái, 20 cái gì nha. Cũng nhiều nha cô chú anh chị. Đường này. Hy vọng là đường này sẽ trúng như cái đường nãy, cái gò bên nãy là ngon nha cô chú anh chị. Rồi, trúng thiệt rồi, trúng thiệt rồi. Nè cô chú anh chị, xem nè cô chú anh chị. Dính nữa nè. Ủa nằm im gú vậy. Còn sống không? Ôi, còn sống nè cô chú anh chị. Mưa rồi hồi đêm hôm nè. Quá trời ướt lông mà lạnh luôn rồi. Ủa sao có con ướt có con không ta? Kỳ ha. Rồi tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Cái bèo tắm ở đây. Cái gặp ở đâu? À đây 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 đây. Ngon lành ngon lành. Dính nữa cô chú anh chị ơi. Rồi bữa nay ngon lành này. Nay vô rồi. Nay vô kiểu thơm rồi. Vô. Nhà vô cà thơm mà cô chú anh chị ơi. Quá đã rồi. Dính đâu mà dính thì mà liền cái luôn. Sướng. Quá ngon. Này chưa dính chuột bự bự nhiều rồi cô chú anh chị. Chuột rắn ít. Chuột rắn ít xịu ha. Rồi mới nói chuột rắn ít. Nè, anh nằm im gu đây nè. Nè. Cái này chuột rắn này cô chú anh chị. Đây. Ủa, ngắt ngư rồi. Còn sống không? À còn sống nè cô chú anh chị, còn thở. À vô. Tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Này ngon rồi. Này vô kìa thơm rồi. Thứ gì chịu nói. Hôm dài quê chỗ tèo cũng có mưa dài đám nha, mà hôm cái đám hôm lớn quá lớn. Rồi, đây còn nữa cô chú anh chị ơi. Nè. Ơi nằm im gu luôn. Còn sống, tưởng chết queo rồi chứ. Đây, ngon lành. Vô vỏ. Thêm cái nữa không dính cô chú anh chị ơi. Gài gần bờ quá, dở quá. Vậy là rút kinh nghiệm mới móc gài xa xa bờ. Xa xa bờ là ngon ngay cô chú anh chị. Xa xa bờ chạy mạnh quá. Đây cái nữa. Nó gần bờ không bộ không im không. Tại có chỗ quá nó không có đường mòn á cô chú chị, cho nên phải gài cặp cái bờ mới có đường mòn. À đây nè. Như cái này nè cô chú anh chị. Trời ơi. Dính kiểu này phê thiệt. Nè, từ cái bờ cho từ cái chuột con chuột chuột dính nè. Vô tới cái bờ phải cách khoảng chừng 3-4 mét nè cô chú anh chị. Đó. Bởi vậy nó dính nó chạy mạnh hơn nè. Nè. Ngon lành cành đào. Ngon lành,
con nào con nấy ú ú không à, quá đã. Này cô chú anh chị, nó có cái bụng bự bự vậy nè, này thì chắc nó mang hài nam trong đây nè. Hài nam là chuột con á cô chú anh chị, tiếng địa phương tèo gọi như vậy đó. Chuột con ở trong cái bụng á gọi là cái hài nam. Chứ nhiều khi đấy tèo nói hài nam cô chú anh chị không biết hài nam là cái gì. Chỗ này không gài ta. À, chỗ này đường mòn cũ nhưng anh tèo không gài. Rồi cái này không dính cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này cũng không dính luôn. Rồi cái này tiếp tục lại có dính tay cô chú anh chị. Này dính dính em lứa nha. Đó. Ướt nhẹp luôn. Cái này thì không dính. Đây đi, đi. Còn đây, 3-4 cái gì nữa. Điểm này. Ôi, ôi sao lật cái rập luôn rồi. Này đi á, sao đi tới hay gì là nhóng đít lên luôn rồi cô chú anh chị. À, đây dính luôn. Rồi hai con. Hai con mà bị dính hết con rồi, dính con chết queo rồi. Đây là cô chú anh chị. Đó. Dính con nha. Mà con này nó bị dính cái phần đuôi nữa nè. Rồi để đây đi. Rồi cái này không dính luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, đây còn cái nữa. Cái này. Rồi cái này dính luôn. Ngon ngon ngon. Quá đã luôn. Nè cô chú anh chị. Tối mưa bởi vì cái lông nó ướt nhẹp ha. Mà có con làm như nó lau khô hay sao. Có con khô queo cô chú anh chị thấy không? Khô queo hả? Rồi, thì là cái cuối cùng của điểm này. Rồi cô chú anh chị ơi, hồi nãy thì bờ bên kia, bờ bên chỗ bịch đồ và đằng á, cũng có mười mấy cái mà nó dính con hay con gì, cho nên tèo sẽ diệt, tèo phải cắt bỏ khúc đó ra nha cô chú anh chị. Để tèo lấy khúc nào dính là tèo quay lên cho cô chú anh chị mình xem cho nó sướng con mắt nha. Mà đây, đây là thành quả của tèo đây. Cô chú anh chị xem nè. Sung sướng chưa? Đây con chú anh chị. Nè, con nào con nấy à. Chạp bá không à. Nè. Bên đây nè cô chú anh chị. Ừ. Bành bành không nha. Con nào con nấy ú nu ha. Chuột đồng cái này nó ăn lúa chét nó quá trời nó mập. Quá đã luôn cô chú anh chị. Nè. Bành bành không à. Còn ở bên đây thì một số trong giỏ này thì nó không dính nha cô chú anh chị. Còn bên đây thì cái cây đã tèo cấm làm bẹo nha. Đó. Vậy là hôm nay thành quả của tèo được coi 5, 10, 15, 18 con. Quá đã luôn cô chú anh chị nè. 18 con chuột. Ngon lành. Rồi tèo cũng xin kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ thật và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip sau của tèo nha. Tèo xin chào tất cả cô chú anh chị nha.